À, các bạn thân mến, à, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp qua đến phần ba đô thứ tư, tức là ba đô uh, cận tử hay là trung ấm cận tử. À, ở trong sáu ba đô thì đây là ba đô thứ tư, đây là cái khoảnh khắc mà trước khi chúng ta lìa đời. Và cái... Trung ấm này nó xảy ra khi mà chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ lìa đời cho đến khi mà chúng ta thực sự lìa đời và sẽ có những cái giáo huấn đặc biệt những cái phương tiện thiện xảo để mà chúng ta có thể thực hành dựa vào cái trạng thái tâm của chúng ta vào cái khoảnh khắc đó và chúng ta cần phải thực hành như thế nào vào cái khoảnh khắc sắp lìa đời và đây gọi là những cái giáo huấn của trung ấm cận tử và ở trong cái bạn tránh văn nói rằng hỡi ôi giờ đây khi trung ngấm của giây phút lìa đời ló dạng trong con hãy buông bỏ mọi bám chấp khát khao hay tham ái hãy nhất tâm thể nhập các giáo lý qua sự tỉnh giác tỏ tường à, và chuyện di tâm thức vào hư không pháp giới của tâm bất sinh khi rời bỏ thân xác huyết nhục do duyên hợp này hãy nhận biết đó chỉ là giả tạm hư huyễn như vậy thì trung uh, ấm cận tử là cái khoảng thời gian như là chúng ta đã nói khi mà chúng ta biết chắc rằng mình sẽ lìa đời cho đến khi mà chúng ta thực sự chút hơi thở cuối cùng thì um, đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta cần phải thực hành và làm sao mà chúng ta biết chắc rằng chúng ta sẽ lìa đời và làm sao biết chắc rằng lúc nào là lúc thực hành um, ngày xưa đó thì ở trong những cái kinh văn có giải thích cho chúng ta để chúng ta có thể đoán biết được rằng những cái dấu hiệu là như thế nào để mà mình sẽ lìa đời thì hồi xưa chúng ta không thể nào biết được chắc chắn rằng lúc nào là lúc mình sẽ lìa đời bởi vì chúng ta không có bác sĩ như là ngày hôm nay là những người bác sĩ mà có thể quyết định cho chúng ta biết được một cách khá chuẩn xác là khi nào mình sẽ lìa đời và vào cái thời điểm hồi xa xưa đó các vị là những người hành giả cho nên ngay cả nếu có bác sĩ các người các vị cũng sẽ không đến gặp bác sĩ, các vị là những người tu tập ở trong núi non, các vị ẩn cư, cho nên khi mà các vị bắt đầu đau bệnh thì rồi thì các vị sẽ tu tập cùng với lại cái căn bệnh đó và đưa cái căn bệnh đó vào trên cái đường tu tập. Lẽ dĩ nhiên lúc đó thì rất khó biết được rằng khi nào thì là cái thời gian đích xác là mình sẽ lìa đời. Nhưng mà ít ra nó cũng có một số những cái dấu hiệu cho chúng ta biết rằng cái thời điểm nó sắp đến. Và do bởi những cái hoàn cảnh hồi thời xa xưa đó thì Do đó vì cái hoàn cảnh hồi xưa nó là như vậy, cho nên mới có những cái giáo huấn, những cái chỉ dẫn để chỉ cho ta biết rằng những cái dấu hiệu là như thế nào và phải thực hành như thế nào nhưng mà ngày nay cho dù là chúng ta không có nhận biết ra được những cái dấu hiệu này thì cũng không sao cả bởi vì khoa học rất là tân tiến và bác sĩ có thể cho chúng ta biết rằng một cách khá là chuẩn xác rằng chúng ta sẽ sống thêm được bao nhiêu nữa thời gian mình còn tồn tại là bao nhiêu bây giờ nói về những cái giáo huấn của trung ấm cận tử thì cái giáo huấn chính yếu đó là những cái giáo huấn thuộc về poa tức là chuyển di tâm thức à, và chúng ta được dạy rằng cái thời điểm lý tưởng nhất để tu tập poa khi chúng ta biết chắc chắn rằng mình sẽ lìa đời ngay trước khi mình lìa đời Đấy, nhưng mà Chúng ta cũng được dạy rằng chúng ta không nên tu tập POA trước khi mà mình biết chắc rằng mình sẽ um, sắp lìa đời Như vậy nếu mà chúng ta có thể đó um, Thì khi mà chúng ta biết rằng chúng ta chắc chắn sẽ lìa đời Thì ngay cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà mình cần phải tu tập POA Nhưng mà dù sao đi nữa um, Bây giờ... Uh, khi mà chúng ta có được những cái dấu hiệu biết rằng mình sẽ lìa đời thì lại có những cái hướng dẫn là chúng ta cần phải làm như thế nào cần phải như là nhận biết những cái dấu hiệu gì ngay cả mà khoa học có nói cho mình thì mình cũng được hướng dẫn thêm về những cái dấu hiệu đó như vậy khi mà mình biết chắc chắn rằng cái chết sẽ thực sự đến với mình ngay cả chúng ta biết thực sự là cái chết sẽ đến thì đầu tiên chúng ta được dạy rằng chúng ta phải ứng dụng một số những cái phương pháp để mà đẩy lùi cái chết à, như vậy cho nên đầu tiên là chúng ta phải cố gắng làm như thế đẩy lùi cái chết phải thử như thế một vài lần và nếu mà chúng ta không thể nào làm được cho dù chúng ta đã thử một vài lần và chắc chắn cái chết sẽ đến thì chúng ta mới sẽ tu tập poa. Có rất là nhiều loại poa khác nhau, nhiều cái cấp độ poa khác nhau và chúng ta có thể tu tập bất kỳ cái poa nào cũng được khi mà cái thời điểm của cái chết đến thì bất kỳ cái cấp độ nào, bất kỳ cái pháp poa nào cũng đều là tốt cả. Như vậy bây giờ cái khoảnh khắc cận tử nó đã cận kề rồi thì thực sự đây là một cái khái niệm gì mà nó tệ hại nhất, một cái thay đổi lớn lao nhất mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình, trong toàn bộ cuộc đời của mình thì cái chết là cái gì mà sợ hãi nhất, nó đem đến cho chúng ta rất là nhiều sự sợ hãi và sự buồn bã cũng như là sự bám luyến, chúng ta bám luyến vào những cái gì mà chúng ta không thể nào buông bỏ được nhưng mà cho dù chúng ta tham đắm hay là tham luyến thì cũng không thể nào có thể giữ lại và rồi mình cũng vẫn phải lìa đời như vậy cho nên vào cái khoảnh khắc đó cho dù chúng ta có nhiều cách mấy đi chăng nữa gia đình bạn bè tiền của tất cả những gì mà chúng ta sở hữu tất cả những điều đó đều trở nên là vô dụng bởi vì chúng ta phải buông bỏ tất cả và chúng ta sẽ phải chia tay với tất cả những điều này mà chúng ta không có được một cái sự tự do hay là tự chủ như vậy khi mà chúng ta đến cái thời điểm này thì tâm của chúng ta trải qua rất là nhiều những cái sự sợ hãi những cái sự đau khổ những cái khó khăn ở trong tâm của mình có rất là nhiều những cái khác nhau nó khởi hiện lên trong tâm của mình trong cái bardo cận tử và những cái giáo huấn này ở đây là để giúp cho chúng ta biết rằng có những cái pháp môn thực hành nào mà nó sẽ thực sự đem lại lợi ích cho chúng ta vào cái khoảnh khắc cận tử đó thực sự đó là tất cả những cái giáo huấn này mà chúng ta nhận được về bardo trong toàn bộ cái bardo của cuộc đời đó thì tất cả những cái gì những cái giáo huấn mà chúng ta thực hành trong khi mà chúng ta còn sống là để lợi lạc cho chúng ta vào cái khoảnh khắc cận tử chúng ta tu tập toàn bộ cuộc đời là để chuẩn bị cho cái giây phút cận tử và nếu chúng ta tu tập tốt trong khi chúng ta còn sống thì vào cái khoảnh khắc cận tử chúng ta sẽ không có phải bị đau khổ quá nhiều thực sự là tất cả những cái giáo huấn trong toàn bộ cuộc đời mà chúng ta nhận biết được là chỉ để cho paddo cận tử thì như vậy thì cái sự chuẩn bị mà tốt đẹp nhất mà chúng ta cần phải có trước khi mà đi đến cái khoảnh khắc lìa đời là như thế nào cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải ứng dụng rất là nhiều những cái phương tiện thiện xảo khác nhau để mà thoát khỏi cái sự bám chấp thoát khỏi cái sự ràng buộc hay cái sự vướng mắc để cho những cái điều đó nó đừng có khởi hiện lên khi chúng ta sắp lìa đời bởi vì sau khi chúng ta lìa đời rồi thì chính những cái sự vướng mắc bám chấp này nó mới là cái che chướng to lớn nhất không có cho chúng ta được giải thoát như vậy bây giờ khi mà chúng ta còn sống và chúng ta vẫn còn có cái sự tự do thì chúng ta cần phải tu tập ngay lập tức phải chuẩn bị phải sẵn sàng phải để cho mọi thứ trở nên rất là tỏ tường sáng tỏ đối với lại cái sự tu tập của chúng ta không có ai muốn như là buông bỏ tài của những cái gì mà mình sở hữu Nhưng mà mình cần nên buông bỏ những cái điều này trước khi mà mình lìa đời mình cần phải cúng dường lên tam bảo hoặc là mình bố thí như là cho những người nghèo những người hành khất hoặc là cúng dường cho những cái cơ sở từ thiện mà giúp đỡ cho những người nghèo vân vân thì cái quan trọng nhất là gì là đừng có còn giữ lại bất kỳ cái gì để mà mình có thể tham luyến được hay là mình bám chấp được khi mà mình lìa đời như vậy thậm chí cho dù nếu mà chúng ta không có thể nào cúng dường quá nhiều hoặc là bố thí quá nhiều nhưng mà cái quan trọng đó là làm sao mình phải có một cái tâm xả ly trong tâm của mình phải buông bỏ và mình có thể cúng dường trong tâm của mình ví dụ như là cúng dường mạn đà la tâm à, và ngoài ra trong gia đình của chúng ta thì chúng ta phải để cho mọi việc nó rất là rõ ràng ừ, như vậy thì sau khi mà mình lìa đời rồi thì ở trong gia đình ví dụ như là con cái với lại cái tài sản mà mình để lại đó thì chúng sẽ không có như là xảy ra những cái sự như là tranh cãi hay là đố kỵ hay là tranh chấp lẫn nhau để những cái điều đó nó đừng xảy ra khi mà mình đã lìa đời chúng ta cần phải nên làm như thế và có một số người họ đã giải quyết mọi chuyện một cách rất là sòng phẳng rất là sáng tỏ trước khi mà họ lìa đời như vậy khi mà chúng ta lìa đời thì sẽ lìa đời với lại một cái tâm xả ly với lại một cái sự buông bỏ trọn vẹn và chính cái điều này nó cũng là một cái sự hỗ trợ để giúp cho chúng ta có thể đạt đến được giải thoát bình thường đó đối với lại những người phàm phu đó thì ai cũng rất là sợ chết đây là cái nỗi sợ hãi lớn lao nhất của chúng ta nhưng mà đối với lại một người tu tập tốt thì sao nếu mà một người có công phu tốt đó, thì thực sự là nó không có quá sợ hãi đối với người đó khi mà cái chết đến gần thực sự rất nhiều các vị hành giả đã từng nói như thế rằng họ không sợ hãi cái chết giống như tuần trước chúng ta đã nói rằng phải nhìn thấy tất cả những gì trong cuộc đời này giống như là hư ảo không có khác gì như những giấc mộng phải thấy những cái hiện tướng nó đều mang cái tính chất hư ảo và nếu mà chúng ta đã làm quen được với lại cái điều này cho rằng tất cả mọi hiện tướng đều là huyễn hóa thì khi mà chúng ta đi vào bardo vào trung ấm thì nó cũng chẳng có gì là đặc biệt lắm đâu nó cũng bình thường thôi À, Tổ Chí Tinh Cung đã nói rằng ta là một yogi, một hành giả du già đã nhận biết ra được rằng đời này, đời sau và trung ấm cũng đồng là một với nhau. Thực sự cả ba thời gian đều giống như nhau, nó là đồng như nhau. Và đối với lại một người tu tập tốt thì vào cái khoảnh khắc lìa đời cũng không có cái gì mà quá đặc biệt cần phải làm cả. Cho nên Ngài mới nói rằng uh, ta làm một yogi, một du giả uh, hành giả. Cho nên tâm của ta luôn luôn ở trong một cái trạng thái hỷ lạc, uh, không có dụng công. Uh, một cái tâm rất là tự nhiên, như nhiên, rất là uh, rất là hoan lạc. Và như vậy thì mới đây Poche cũng đã giải thích cho chúng ta về một cái câu chuyện kể về một vị hành giả du già làm sao mà tâm của vị ấy luôn luôn hỷ lạc, luôn luôn an nhiên như nhiên thì đó là cái ý mà đang muốn nói đến ở đây. À, bây giờ nói đến cái giáo lý poa à, chuẩn bị cho giây phút lìa đời thì rất nhiều bạn đã cũng từng học poa rồi và đã tu tập poa, mà cái giáo huấn về poa ở đây thì nó hơi khác với những cái giáo huấn poa mà trước đây chúng ta thọ nhận ở đây thì chúng ta không có quán tưởng chúng ta trong cái hình tướng của bổn tôn mà chúng ta chỉ thuần túy um, như là thiền định và quán tưởng thân của chúng ta là hoàn toàn rộng rang, nó rộng thông và rồi chúng ta quán cái đường khí mạch trung ương y như là pháp tu poa bình thường nhưng mà ba cái um, như là ở phía dưới rốn của chúng ta nơi ba cái dòng khí nó nhập lại với nhau thì chúng ta quán một cái một cái giọt tinh chất màu vàng sáng chói và rồi đó chính là thức của chúng ta và ở trên đỉnh đầu của chúng ta là chúng ta quán vị bổn tôn mà chúng ta sùng mộ nhất ngài có đầy đủ tất cả những cái pháp bảo trang nghiêm trong hình tướng của Đức Kim Cang Trì hoặc là chúng ta có thể quán tưởng Đức Kim Cang Trì và kế tới chúng ta quán tưởng là chín cái khiếu mà mở ra trên thân của chúng ta thì được đóng lại với lại một cái chủng tự hung ở mỗi một cái cánh cửa đó và ở trên đỉnh đầu của chúng ta ngay phía trên cái đường khí mạch trung ương thì chúng ta quán tưởng có một cái chủng tự hom nó quay ngược đầu xuống và đây là cái chủng tự hom mà chúng ta thường quán khi mà tu tập pháp nội hỏa thu mô mà bây giờ chúng ta quán tưởng cái chủng tự hom nó, nó quay ngược xuống à, như vậy chúng ta quán cái giọt tinh chất ở dưới rốn ngay chỗ ba cái đường khí mạch nó hợp nhất lại chúng ta quán cái đường kinh mạch trung ương và chúng ta quán bổn tôn trên đỉnh đầu và chúng ta cũng quán tưởng cái chủng tự hom À, quay ngược xuống bình thường ở chúng ta quán tưởng là cái giọt tinh chất hay là thức của chúng ta ở trên ở cái luân xa ở ngay cái luân xa tim nhưng mà ở trong cái giáo lý này à, thì chúng ta quán tưởng cái chủng tự à, xin lỗi cái giọt tinh chất đó, nó màu trắng nhưng mà nó lại tỏa ra ánh sáng màu vàng óng và thì sau khi mà chúng ta quán tưởng cái giọt tinh chất như vậy rồi đó thì bây giờ chúng ta phải kết cái ấn với lại ngón tay của chúng ta à, chúng ta lấy cái ngón tay tay cái của mình nhấn lên trên cái đốt cuối cùng của cái ngón tay đeo nhẫn và rồi chúng ta lấy cái ngón tay tay giữa với lại cái ngón tay áp út đó chúng ta gấp nó lại và rồi chúng ta tạo nên một cái thủ ấn như là một cái nắm tay với lại ba ngón tay như thế và rồi chúng ta để ngay trên đầu gối của chúng ta và rồi chúng ta như là co những cái cơ lại thật là mạnh mạnh liệt và rồi chúng ta uh, nhíp cái hậu môn lại nhíu cái hậu môn lại và rồi với âm thanh thì chúng ta hô to pet nhiều lần ví dụ như là hô lên 7 lần và mỗi một lần mà chúng ta hô pet như vậy thì chúng ta quán tưởng cái giọt bindu cái giọt tinh chất đó, nó từ từ nó đưa lên trên cho đến khi mà nó chạm vào cái chủng tự hom ở trên đỉnh đầu và khi mà nó chạm vào cái chúng tự hom thì chúng ta hô và rồi chúng ta đưa cái giọt tinh chất trở lại xuống phía dưới và đây là cái gì mà chúng ta cần phải tập đi tập lại như thế. Như vậy pháp Poa là một cái gì mà chúng ta cần phải luyện tập ngay bây giờ. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng cái pháp này vào cái thời điểm lìa đời thì chúng ta cần phải thuần thục với lại cái pháp tu này trong lúc mà chúng ta còn sống cho nên đó là cái lý do tại sao chúng ta cứ phải tập đi tập lại cái pháp môn này và khi mà chúng ta đưa cái chủng cái cái giọt tinh chất lên đến cái chủng tự hom thì chúng ta làm bốn cái chu kỳ mỗi chu kỳ là 7 lần pet như vậy tổng cộng là 28 lần pet thì đây là cái gì được giải thích ở trong bản kinh văn đó là khi mà chúng ta đưa cái giọt tinh chất lên xuống thì chúng ta quán tượng như thế và hô như thế thì mới đầu là chúng ta Um, quán thưởng cái giọt đó nó từ 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 nó đưa lên trên một cách từ tốn và rồi chúng ta thuần thục cái điều này uh, qua cái việc hô uh, bốn uh, cái chu kỳ mỗi chu kỳ là bảy tiếng pet nhưng mà sau khi mà chúng ta đã thuần thục cái điều này rồi thì không có nhất thiết là chúng ta luôn luôn phải như là hô 28 âm hay là um, hô bốn cái chu kỳ mỗi chu kỳ bảy âm như thế mà chúng ta có thể ngay lập tức đưa cái giọt tinh chất đó phóng lên trên chạm vào chúng tự ham và rồi đưa nó xuống trở lại khi mà chúng ta tu tập như thế thì khí của chúng ta và tâm của chúng ta phải hòa hợp với nhau chúng ta quán tưởng và tập trung cái giọt tinh chất đó chính là thức và chúng ta tập trung đưa cái giọt tinh chất đó đưa lên đưa xuống cái đường khí mạch của mình và chúng ta cần phải quán tưởng một cách rất là rõ ràng cũng như là phải nhất tâm để mà đưa khí cũng như là thức của chúng ta hòa hợp kết hợp lại với nhau và khi mà tu tập như vậy thì có một số người họ sẽ cảm thấy một cái sự như là một cái cảm giác ở ngay trên cái đỉnh đầu của họ và rồi thì nó có thể nó mở ra một chút trên cái đỉnh đầu và với một số người thì có thể cắm cái cọng cỏ vào ngay trên đỉnh đầu và rồi nó đứng ở ngay trên cái đỉnh đầu của mình nhưng mà đối với một số người khác thì nó cũng hơi khó để mà làm như thế bởi vì cái đường khí mạch trung ương của họ nó không có mở ra được nhưng mà cũng có một số người thì họ khi mà tu tập thì họ lại cảm thấy nhức đầu thì thực sự nếu mà khi nào bạn cảm thấy nhức đầu thì bạn không cần phải quán tưởng cái chủng tự ham nữa mà bạn có thể quán tưởng là cái giọt tinh chất hay là thức của bạn đó thì uh có thể phóng vào và hòa nhập với lại bổn tôn hay là bổn sư hoặc là với lại vị kim căng trì ở ngay trên đỉnh đầu của bạn và rồi thì sau đó thì bạn có thể đưa cái giọt tinh chất đó xuống trở lại mà tại sao chúng ta lại quán tưởng là cái chủng tự hom nó lại quay ngược xuống ở ngay trên cái đường khí mạch trung ương như vậy để chúng ta tránh tất cả mọi cái sự nguy hiểm hay là rủi ro bởi vì nếu mà không có cái gì để mà chặn cái cửa của cái đường khí mạch trung ương như thế thì nó cũng có cái rủi ro là có thể thức của chúng ta sẽ rời khỏi thân của mình do bởi nó có một cái rủi ro như thế cho nên chúng ta mới quán tưởng cái chủng tự ham nó quay ngược xuống mà úp lên trên cái đường khí mạch trung ương À, và đối với một số người khi mà họ tập hoa thì cũng có thể là họ trở nên bất giác hoặc là họ bất tỉnh à, họ gần như là bất tỉnh và rồi có một số người sau khi họ bất tỉnh xong thì họ sẽ không có còn bình thường trở lại nữa à, như vậy có nghĩa là đây là một cái dấu hiệu mà cái thức của chúng ta nó gần thoát ra khỏi uh, um, thân của chúng ta cho nên nó sẽ tốt hơn nếu mà chúng ta quán tưởng có cái gì chặn lại ở phía trên cái đường khí mạch trung ương đó mà khi chúng ta tu tập poa thì luôn luôn phải phát khởi một cái động cơ tốt lành, nghĩ rằng tôi tu tập poa để mà tôi có thể đem được vô lượng vô số chúng hữu tình đưa họ đến với lại giác ngộ giải thoát và sau khi mà chúng ta đã trưởng dưỡng được một cái động cơ thiện lành như thế thì chúng ta cũng phải trưởng dưỡng lòng tín tâm cái sự sắc tín đối với lại bổn sư hay là đối với lại đạo sư Kim Cang Trì ngay trên đỉnh đầu của chúng ta để chúng ta phải phát khởi một cái lòng sùng mộ và phải nghĩ rằng đạo sư Kim Cang kim căng trì ngay trên đỉnh đầu của chúng ta là hiện thân của tất cả chư Phật, chư Đạo Sư và có cái tình yêu thương và lòng bi mẫn. Như vậy thì phải phát khởi cái tình yêu thương và lòng bi mẫn ở trong chính bản tâm của mình đối với lại tất cả chúng sinh ở trong sáu cõi luân hồi khi mà chúng ta tu tập Poa. À, vậy bạn có thể tu cái pháp hoa này hoặc là bạn thực hành một cái pháp hoa nào khác mà nó đã quen thuộc đối với bạn ví dụ như là tập hoa ngọn cỏ cắm thẳng thì trong cái pháp đó thì mình quán tưởng bản thân mình là kim cang thánh nữ du già hoặc là kim cang hợi mẫu vân vân có một số các bạn cũng đã tu tập cái pháp hoa ngọn cỏ cắm thẳng rồi nhưng mà thực sự nó không có quan trọng là bạn tập cái pháp hoa nào mà mà ngay cả như thế, bạn cũng không cần phải quán tưởng như là kim cang thánh nữ du già hay kim cang hợi mẫu vân vân. Bạn có thể quán tưởng Đức Trên Quán Thế Âm. Nghĩa là vị bổn tôn nào mà bạn cảm thấy thân gần nhất thì cũng thế. Thì bạn cần phải hiểu rằng các vị bổn tôn đều đồng như nhau. Những cái công hạnh của các ngài cũng đồng như nhau. Những cái hoạt dụng của các ngài cũng đồng như nhau cho nên cái quan trọng là chính bản thân chúng ta không phải là chúng ta quán tưởng vị nào mà là chúng ta cần phải huân tập hay là huân tu để mọi thứ nó trở nên thuần thục và rồi đến cái giây phút mà chúng ta lìa đời thực sự vào cái khoảnh khắc đó thì có rất là nhiều những cái sự lo lắng hoảng loạn sợ hãi có rất là nhiều những cái tư tưởng nó khởi hiện lên và vào lúc đó thì đôi khi không có dễ dàng để mà chúng ta có thể quán tưởng thực sự là nó sẽ rất là khó khăn nhưng mà nếu mà chúng ta huân tập huân tu cái điều này trong cái khoảng thời gian mà chúng ta còn sống thì khi mà chúng ta sắp lìa đời nó sẽ dễ dàng hơn cho mình để mà mình có thể nhớ lại được và ví dụ nếu mà có một cái chuyện gì đó nó khẩn cấp nó xảy ra giống như là mình cần cấp cứu đó ví dụ như là nhà mình nó bị cháy thì mình phải có một cái lối thoát khẩn cấp như vậy thì nếu mà nó cháy thì mình phải đi ra bên ngoài bên ngoài cửa sổ nhà nó có một cái thang ở đằng sau nhà để đưa mình uh, có thể thoát ra bên ngoài và thực sự là mình có một cái sự tự tin vì mình biết rằng có một cái lối thoát ở phía đằng sau nhà mình như vậy thì cái điều này nó rất là quan trọng hay là cái pháp môn này nó quan trọng, bởi vì chúng ta đi đâu hay mà chúng ta làm gì thì chúng ta cũng cần phải nhớ nghĩ uh, tu tập hoa và đồng thời đó là đi đâu làm gì mình cũng phải nhìn thấy tất cả mọi thứ đều mang cái tánh huyền hóa, có nghĩa là mình nhìn mọi thứ như huyền hóa và mình có một cái con đường để mà có thể cấp cứu mình khi mà nhà cháy thì mình có thể trốn ngay tức khắc thì như vậy có nghĩa là mình quán tưởng cái đường khí mạch trung ương đó như là cái cầu thang để mà có thể cứu mình ra khỏi cái đám cháy và mình đưa cái thần thức của mình đi lên và bây giờ khi mà đến cái phần mà thực hành poa chính yếu là khi mà tất cả những cái dấu hiệu của cái chết nó đã như là đầy đủ rồi và mình đã cố gắng để mà có thể đẩy lùi cái chết một vài lần rồi nhưng mà cũng không tránh được và bây giờ là cái cái chết chắc chắn sẽ tới thì đây là cái khoảnh khắc mà mình thực hành poa thì như là thầy đã nói có rất là nhiều những loại poa khác nhau và trong cái bản văn này thì có giảng dạy về bốn poa là pháp thân poa báo thân poa ứng hóa thân poa và poa bình thường hay là poa bình phàm và những cái gì được giải thích ở trong cái bản văn này thì nó có hơi khác với lại một số những cái bản văn khác và bây giờ khi mà cái chết chắc chắn sẽ đến với chúng ta rồi thì đầu tiên là chúng ta uh, cũng nên thỉnh mời một số um, đạo sư hoặc là um, huynh đệ kim cang nguyên đệ đồng tu, những ai mà thân gần với chúng ta, có những cái chi kiến giống mình và cũng có những cái công hạnh giống mình, những người bạn đạo nào mà mình rất là thân gần, thì mình thỉnh mời những người đó, và rồi mình sám hối đối trước tất cả những cái sự phá vỡ mật nguyện hay là phá vỡ Samaya. Và nếu mà bổn sư gốc của chúng ta có thể có mặt ở đó, thì chúng ta thọ quán đảnh ra lực từ Ngài, hoặc là chúng ta nhận lại bất kỳ một cái giới nguyện nào đó và cái giới nguyện ở đây là chúng ta cần phải phục hồi là phục hồi ở những cái giới nguyện sôi chung ở trong kim căng thừa và chúng ta um, sám hối trước tất cả phát lồ sám hối tất cả những cái lỗi lầm mà mình đã từng tạo và ở đây nếu mà chúng ta làm được điều đó thì nó sẽ rất là tốt lành À, và bây giờ nói đến poa thì có cái à, cấp độ poa cao nhất là poa pháp thân đối với lại một người nào mà đã có cái công phu tu tập rất là sâu dày và đạt được định và có cái một cái định rất là ở, ổn định ở trong công phu của họ thì à, các ngài có thể đạt đến được pháp thân poa nhưng mà tuy rằng chúng ta gọi đó là poa gọi là chuyển di nhưng mà không có bất kỳ một cái chuyện gì nào cả nó xảy ra vào lúc đó không phải là một cái sự như là thực sự chuyện gì như những cái pháp poa khác và thực sự nếu mà đây là một vị đạo sư và có một người có thể ngồi bên cạnh ngài và nhắc nhở ngài về những cái giáo lý của thiền định và nhắc nhở cũng như là khuyến khích À, người tu hay là người sắp lìa đời là hãy ăn chú ở trong một cái trạng thái định an nhiên tự nhiên thì có một cái truyền thống như thế và nếu mà người lìa đời này sẽ ra đi với lại một cái tâm thái tự nhiên như nhiên và ăn chú được trong định vào lúc lìa đời sau khi chết thì như vậy thì chúng ta được dạy rằng cái tánh quang minh của người mẹ và cái tánh quang minh của người con khi đó hai đánh quang minh của mẹ và con sẽ hợp nhất với nhau. Vậy khi mà chúng ta lìa đời thì có những cái hình thức tan giả khác nhau. Bình thường đã được giải thích về những cái điều này thì bây giờ chuyện này cũng xảy ra. Và nếu mà chúng ta đã từng là một người công phu tu tập tốt và ra đi trong một cái trạng thái định như thế thì khi mà chúng ta tỉnh dậy ra khỏi cái trạng thái tan giả đó thì chúng ta sẽ tỉnh dậy vào ngay ánh sáng quang minh của chính bản thân mình sẽ tỉnh dậy ở ngay cái nền tảng quang minh của mình giống như là nước được tràn hòa vào với nước và chúng ta sẽ thể nhập được pháp thân và sẽ trở thành là Phật vào lúc đó như vậy một ai mà đã từng tu tập poa pháp thân thì khi đó sẽ đạt đến được giác ngộ viên mãn và không có bất kỳ một cái pháp poa nào khác mà cần phải thực hành khi mà đã thực hành Poa pháp thân có nghĩa là sẽ ra đi, sẽ lìa đời trong một cái trạng thái định một cái trạng thái hoàn toàn như là tự nhiên như nhiên thể nhập được vào trong chánh định và thực sự là đối với lại một người mà có tu tập thì cái điều tốt nhất là phải cần có những người ở quanh mình để nhắc nhở mình về cái sự phát nguyện uh, trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn đó là đối với một người trung căn mà có tu tập thì chúng ta cần phải nhắc nhở uh, và thực sự là chúng ta cần phải nhắc nhở thêm đối với lại những người hành giả cao tu tập đó thì nhắc họ nhớ về pháp thân uh, poa uh, nh nhắc nhở cho họ rằng họ sẽ phát nguyện để mà có thể trở lại quay trở lại luân hồi này để mà làm lợi lạc chúng sinh và rồi thì um, bất kỳ điều gì mà họ đã từng tu tập trong quá khứ thì họ tiếp tục an trú ở trong một cái nền tảng tâm cũng như là an trú trong chánh định đối với lại những cái pháp tu của họ um, ở đây chúng ta nói rằng um, uh, chúng ta trong cái bản chánh văn có nói rằng hãy nhất tâm thể nhập các giáo lý qua sự tỉnh giác tỏ tường và chuyển di tâm thức vào hư không pháp giới của tâm bất sinh thực sự là ở đây nói rằng nhập vào hư không pháp giới của tâm bất sinh thì đây là một cái một cái cách chuyển dịch nó nó cũng rất là hay và nó cũng rất là chính xác có nghĩa là thể nhập các giáo lý qua sự tỉnh giác tỏ tường và thể nhập hư không pháp giới như vậy khi mà chúng ta tu tập pháp poa pháp thân thì chúng ta sẽ được giải thoát ở trong pháp thân sẽ được tan hòa vào pháp thân và mấy hôm trước chúng ta có nói về cái trạng thái ngủ mộng trong cái trạng thái ngủ mộng đó thì chúng ta có thể nhận biết ra được cái tánh quang minh đến từ vô minh. Uhm, như vậy thì khi mà chúng ta rơi vào một cái giấc ngủ sâu, thay vì là chúng ta rơi vào giấc ngủ một cách bất giác và nếu mà chúng ta có thể an trú hay là duy trì được cái tánh quang minh tỏ tường sáng chói thì chúng ta có thể thể nhập hoặc hoặc là an trú ở trong hư không pháp giới thì đây chính là cái ý nghĩa của việc đạt được poa pháp thân À, còn chúng ta nếu mà chúng ta chưa có từng tu tập quá nhiều chưa có từng thiền định quá nhiều trong lúc mà chúng ta còn sống thì đối với một người như thế mà chúng ta khai thị cho họ về à, chuyển di pháp thân thì họ không có hiểu được là bởi vì họ chưa có từng làm quen với cái điều này nếu một người nào đó nói cho chúng ta nghe về một cái điều gì đó mà chúng ta chưa từng bao giờ nghe đến à, chúng ta chưa từng bao giờ thấy thì thực sự điều đó nó rất là vô ý nghĩa đối với mình hoặc là người đó nói cho chúng ta nghe về một cái địa điểm nào đó một cái địa danh nào đó mà chúng ta chưa từng bao giờ nghe đến chưa từng bao giờ nhìn thấy thì nó cũng thật là vô nghĩa À, bởi vì chúng ta chưa có từng bao giờ biết nó là như thế nào à, bây giờ đối với lại một cái người mà chưa từng bao giờ tu tập ở trong đời sống hàng ngày thì vào cái lúc chết những cái giáo huấn về cận tử thực sự nó không có lợi ích mấy cho họ như vậy bây giờ chúng ta nói đến um, poa Báo thân thì thường thường là có những cái giáo lý nó khác nhau Giữa cái bản văn này và cái bản văn bình thường khác Thì bây giờ đối với cái phần quán tưởng thì chúng ta cũng quán tưởng y như trước Là thân của chúng ta là hoàn toàn rộng thông Và ở giữa là cái đường khí mạch trung ương Và rồi thì có um, cái giọt bindu tức là cái giọt tinh chất của mình Và chúng ta quán tưởng như thế Và như vậy thì ở trên cái đỉnh đầu của chúng ta thì phải là bất kỳ một khí vị bổn tôn nào mà chúng ta sùng mộ hoặc là kim cang trì hoặc là đức um, chenvezic quán thế âm hoặc là đức aji đà bất kỳ ai mà chúng ta có cái lòng sùng mộ to lớn nhất kể okay, um, kể cả bổn tôn của chúng ta thì chúng ta cũng quán tưởng ở trên đỉnh đầu và tất cả những cái gì mà chúng ta đã từng tu tập trong cái giai đoạn sinh khởi thì bây giờ chúng ta cũng quán tưởng như thế vào cái lúc lìa đời và những cái gì mà chúng ta đã quán tưởng đối với lại cái pháp hoa thì chúng ta cũng quán tưởng y như thế. Cái giọt tinh chất nó sẽ đưa từ từ lên qua cái đường khí mạch trung ương để đến cái đỉnh đầu của chúng ta. Và chúng ta cần phải tập đi, tập lại cái điều này để mà mình có thể tan hòa vào đạo sư của mình một cách một cách rất là xác tín và nếu mà chúng ta có thể ra đi với lại một cái tâm trạng như thế thì chúng ta có thể hợp nhất được với lại bổn tôn của chúng ta như vậy thì poa báo thân nghĩa là gì có nghĩa là sẽ có thể hòa nhập được hay là tan hòa được một cách bất nhị vào với chư bổn tôn thì bình thường là chúng ta có rất là nhiều cái lòng sùng mộ đối với lại bổn tôn của mình nếu mà bạn quen thuộc với cái phần quán tưởng và trì tụng và bạn có một cái lòng sùng mộ to lớn thì vào cái dây khắc lìa đời mọi chuyện nó sẽ trở nên rất là dễ dàng dễ dàng hơn rất là nhiều à, và kế tới là cái phần poa uhm ứng hóa thân thực sự chúng ta cần phải che kín chín cây cửa khiếu của thân của mình nhưng mà nếu chúng ta không quán tưởng được là có cái chủng tự hung ở mỗi một cái cửa rồi chúng ta quán tưởng nó được chặn lại thì um, thực sự chúng ta chỉ cần nghĩ rằng những cái cửa này đã được đóng lại rồi và đối với lại cái pháp môn Poa đó, nếu mà chúng ta không thể nào ngồi thẳng lưng vì chúng ta bị bệnh hoạn thì chúng ta có thể nằm ở bên tay phải của mình và khi mà chúng ta nằm ở tay bên cái nằm nghiêng bên phải như thế thì cái khí nó sẽ đi ra khỏi thân của ta bằng cái lỗ mũi bên trái ở trên đầu của chúng ta trên gối của mình, mình có thể để một cái bức tranh hoặc là một cái bức bức thăng ca hoặc là để hình hoặc là để bất kỳ một vị bổn tôn nào hoặc là một vị bổn sư nào của chúng ta thì để ngay trên đỉnh đầu của chúng ta và cha Champoche cũng nói rằng um, chúng ta có thể để cái cây kinh luân đó ở ngay trên đỉnh đầu của mình ở cái phần cuối của cái gối ngay trên đỉnh đầu của mình và mình phải thực sự tin rằng bổn tôn hay là bổn sư của chúng ta thực sự đang hiện diện ở đó một cách rất là chắc thực và rồi thì chúng ta có thể tu tập uh, thoát chi nguyện hay là bảy nhánh cúng dường um, và chúng ta quán tưởng trong tâm là chúng ta đang cúi xuống, chúng ta đang đảnh lễ, đang lễ lại và chúng ta đang sám hối. Khi thực hành càng nhiều, khi bảy cái nhánh cúng dường đó càng tốt và chúng ta phải quán tưởng trong tâm của chúng ta rằng cái thức của chúng ta sẽ thoát ra ngoài khỏi cái đỉnh đầu của chúng ta và sẽ tan hòa, quyện hòa hay là tan biến vào với lại chư vị bổn tôn thì đó thực sự là cái gì chúng ta cần phải quán tưởng và cần phải nghĩ rằng nó sẽ xảy ra như thế và chúng ta nghĩ rằng thông qua cái lòng từ bi, thông qua cái sự gia trì của bổn sư và của bổn tôn của chúng ta nguyện xin cho con có thể trở lại, quay trở lại luân hồi để mà có thể làm được lợi lạc cho vô lượng vô số chúng sinh thì đó chính là ứng hóa thân đó chính là cái sự phát nguyện của ứng hóa thân để quay trở lại trở thành ra là một bậc đại trưởng phu một bậc đại bồ tát một người mà có thể làm lợi lạc cho chúng sinh một cách rộng khắp thì chúng ta cần phải lặp lại những cái lời phát nguyện này của chúng ta và suy nghĩ như thế và thực sự là um, cho dù là chúng ta đang nằm ở trên giường đó Nhưng mà chúng ta vẫn có thể quán tưởng được càng rõ càng tốt Cái đường khí mạch trung ương của mình Cái giọt tinh chất Giọt tinh chất này cái bản chất của nó chính là thức của chúng ta Và chúng ta quán tưởng cái giọt tinh chất này nó chạy xuyên qua cái đường kinh mạch trung ương Và thực sự còn cái khí của chúng ta thì chúng ta quán tưởng là cái khí được đưa ra ngoài À, chúng ta quán tưởng cái giọt tinh chất nó đi cùng với cái khí của mình và nó đi ra ngoài bằng cái mũi bên trái và nếu mà chúng ta huân tập được điều này à, thì chúng ta sẽ được hóa thân trở lại làm một người mà đem lại được lợi lạc cho vô lượng chúng sinh và rồi sau đó trong tương lai thì chúng ta sẽ đạt đến được giải thoát giác ngộ. Thì đây là một cái sự mô tả của những cái giai đoạn khác nhau mà chúng ta phải đi qua khi chúng ta lìa đời. Ví dụ như là khi mà chúng ta bệnh tật thì chúng ta cũng có thể thực hành như thế à, sau nhưng mà trước khi lìa đời nhưng mà không phải ai cũng trải qua một cái chết từ tốn như vậy mà có những cái chuyện nó xảy ra một cách rất là đột ngột ví dụ như là có một cái chuyện gì đó nó đột ngột xảy ra thì chúng ta sẽ trải qua một cái chết phi thời một cái chết bất đắc kỳ tử như vậy thì những cái giáo huấn mà chúng ta cần phải có đối với lại những cái chết đột ngột là như thế nào là bây giờ thường ngày chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến cái đỉnh đầu của mình mình tập trung ở trên đỉnh đầu của mình mình luôn luôn tránh niệm tỉnh thức về cái đỉnh đầu của mình đặc biệt nhất là khi mà chúng ta có những cái sự sợ hãi khi cái sự sợ hãi nó khởi hiện lên thì ngay lập tức mình đưa cái tâm của mình lên trên đỉnh đầu của mình và nếu mà lúc nào chúng ta cũng nghĩ được trên cái đỉnh đầu của mình là bổn tôn của mình đang ở trên đỉnh đầu của mình và nếu mình huân tu được cái điều này thì ngay cả nếu mà mình phải trải qua một cái chết đột ngột thì qua cái sự huân tu của mình mà một cách rất là tự nhiên thức nó sẽ vọt ra khỏi um, ngã đỉnh đầu của chúng ta là bởi vì chúng ta đã quen thuộc với cái điều này trong lúc mà chúng ta um, còn sống và nếu mà chúng ta có một cái lòng sùng mộ Rất là sâu sắc với lại vị bổn tôn Thì khi mà có một cái sự sợ hãi Nó khởi hiện lên Một cái gì đó mà khởi hiện lên Rất đột ngột Thì ngay lúc đó chúng ta có thể nhớ nghĩ đến Bổn tôn ngay lập tức Chúng ta sẽ gọi Tara ngay lập tức Và có rất là nhiều người có thể làm như vậy Khi có một cái sự gì đó khủng khiếp Mà sợ hãi nó khởi hiện lên Thì ngay lập tức Tara hiện 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 ra và rồi họ thấy được Tara họ luôn luôn nghĩ đến Tara lúc nào cũng nghĩ đến Tara là bởi vì họ trở thành rất là gần gũi thành tri kỷ với Tara và nếu mà chúng ta huân tu được cái điều này thì vào cái lúc mà chúng ta lìa đời thì thức của chúng ta đã quen thuộc rồi và đã được rèn luyện rồi cho nên nó sẽ tự động nó được đưa thẳng lên trên ngã đỉnh đầu và nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng tôi sẽ rời khỏi thân tôi qua ngã đỉnh đầu thì xuyên qua cái sức mạnh của cái sự phát nguyện này mà uh, cái chuyện đó sẽ xảy ra À, ví dụ như là bây giờ ngày mai bạn phải dậy rất sớm và dậy vào lúc 3 giờ sáng à, để mà đi đâu đó và rồi bạn giữ cái tư tưởng này ở trong đầu của bạn và bạn nghĩ rằng tôi sẽ thức dậy tôi sẽ thức dậy vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm ngày hôm sau thì ngay cả nếu mà không có một cái đồng hồ báo thức thì nhiều người cũng vẫn sẽ thức dậy vào 3 giờ sáng là bởi vì họ đã có cái sự phát nguyện này rồi họ đã có cái um, dấu ấn của cái chuyện này trong đầu rồi à, và à, ngày xưa thì đâu có đồng hồ báo thức nhưng mà khi mà họ nghĩ rằng ngày mai tôi phải dậy rất sớm thì họ à, tập trung vào cái tư tưởng này trong đầu và rồi qua cái sức mạnh này của cái sự phát nguyện này mà họ dậy đúng giờ không có vấn đề gì cả và đối với lại chúng ta cũng thế đối với lại cái sự phát nguyện của chúng ta vào lúc chết thì điều này rất là quan trọng nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đạt được điều này à, bây giờ đối với một người mà chưa từng bao giờ tu tập trong cuộc đời thì chúng ta có thể làm được điều gì để giúp họ? thực sự là nếu mà họ lìa đời thì nó sẽ rất tốt nếu mà có người ở cạnh họ để mà nhắc nhở họ nhắc nhở họ rằng ở trên đỉnh đầu của bạn là có đức quán thế âm, có đức A Di Đà và các vị này sẽ bảo vệ các bạn khỏi tất cả những cái sự sợ hãi và các vị sẽ nâng bạn bạn lên khỏi những cái đau khổ trong ba cõi luân hồi nâng bạn ra khỏi ba cõi uh, thấp um, và thực sự là đó thì chúng ta cũng có thể đứng gần đó và chạm vào cái đỉnh đầu của họ một cách nhẹ nhàng hoặc là uh, nắm những cái sợi tóc của họ và hơi kéo nhẹ nhẹ và đừng chạm vào bất kỳ cái phần dưới nào của thân thể của họ um, và nhắc nhở họ rằng um, các vị bổn tôn sẽ giúp cho họ à, quán tưởng ngài A xúc Bệ hay là ngài A nhắc nhở họ và rồi chúng ta cũng có thể bật những cái um, máy phát thanh à, phát những cái câu chú của các ngài thì đây là cái lúc mà chúng ta có thể áp dụng rất là nhiều những cái phương thức khác nhau để mà uh, giúp đỡ cho họ à, và bây giờ đến phần vấn đáp. À, cái câu hỏi ở đây đang muốn nói đến pháp thân poa pháp pháp thân à, có một cái video của gajen poche khoảng 5 năm trước có giảng à, xin lỗi có khẩu truyền về pháp thân poa với lại tăng thân ở bên đài loan thì xin lama hệ giải thích làm sao mà mình có thể um, ứng dụng cái hay là sử dụng những cái phần khẩu truyền mà gajen poche đã ban cho về uh, poa pháp thân thì Lama trả lời rằng cái phần khẩu truyền về poa pháp thân đó à, chính yếu là để giúp cho chúng ta có thể phát khởi được một cái tâm vị tha phát khởi được một cái lòng đại bi to lớn bởi vì thông qua cái lòng đại bi to lớn này mà chúng ta có thể thực chứng được cái bất nhị của chân lý tối hậu chúng ta cứ tiếp tục bám chấp như là nhị nguyên đối đãi nó rất là khó nhưng mà nếu mà chúng ta phá vỡ được phá trừ được và đến được với lại cái tâm bất nhị vô phân biệt đó thì chúng ta rèn luyện với lại một cái tâm bất nhị như vậy thì chúng ta có cái khả năng để mà có thể thành tựu được pháp thân mà nếu thành muốn thành tựu pháp thân thì chúng ta cần phải tu tập công phu hành trì và do đó chúng ta cũng cần phải đặt được cái dấu ấn của lòng đại bi vào trong tâm của chúng ta đó là cái lý do tại sao Rinpoche đã ban khẩu truyền và cái pháp poa đó cũng có một cái hướng dẫn dạy cho chúng ta rằng thức này thì cần phải được um, cần phải được đưa lên và tan hòa vào với lại hư không pháp giới còn cái tâm thức như là nhị nguyên đối đại của chúng ta thì cần phải được um, cần phải được đưa vào để mà hòa nhập vào trong hư không pháp giới thì trong cái phần khẩu truyền trong cái bản văn này cũng có giảng dạy về điều này. À và cái câu hỏi kế tới, à, nếu mà có một người nào sắp chết, à, vừa mới chết xong thì con có thể cho người đó xem cái video của Gachanampoche ban khẩu truyền à, Hoa pháp thân hay không? Lama trả lời là Thưa, đối với lại cái câu hỏi đó thì Lama trả lời rằng như là thầy đã nói trước đây, nếu trước đây người này chưa từng bao giờ tu tập, chưa từng bao giờ biết về thiền hay là biết về những cái điều tương tự thì thực sự bạn muốn khai thị họ về Pháp Thân poa thì họ cũng không thể nào hiểu được. Giống như thầy nói rằng mình giải thích cho một cái người nào đó về một cái điều mà họ chưa từng bao giờ nghe hay là thấy trước đây thì họ không hiểu được đâu mà chỉ nên giúp cho họ nhắc nhở họ về một cái gì đó mà họ quen thuộc cho nên ví dụ như là nếu mà họ đã từng tu tập những cái pháp poa khác thì nhắc nhở họ về chính những cái chi tiết ở trong cái pháp poa mà họ thường xuyên tu tập còn nếu mà chúng ta cho họ nghe một cái gì mà họ chưa từng bao giờ nghe trước đây như là poa pháp thân thì họ cũng sẽ không có thể nào đạt được cái lợi ích nào từ cái chuyện đó. Và thực sự nếu mà bản thân bạn có một cái lòng từ bi mà bạn khát khao muốn giúp đỡ người đó thì xuyên qua chính cái lực này của bạn, cái lực từ bi này của bạn mà bạn sẽ thực sự giúp đỡ được cho cái người mà bạn muốn giúp. Dạ bây giờ còn thêm một câu hỏi nữa. là mà hỏi là không ai có câu hỏi gì khác hay sao ạ? À? Dạ thì bây giờ có thêm một câu hỏi nữa. À, ví dụ như là bây giờ um, um, có một người mà đã từng tu tập trong lúc còn sống nhưng mà lúc về già trước khi lìa đời thì lại bị lẫn trí hay là bị dementia bị lú lẫn đó thì um, làm sao mà có thể tu tập hoa được vào lúc đó và làm sao để mà mình có thể giúp được một cái người như thế vào lúc lìa đời à, thì Lama trả lời rằng khi mà họ còn sống đó họ tu tập poa nhưng mà lúc lìa đời thì họ lại bị lẫn trí thì sau khi mà họ lìa đời, khi mà họ đã đi vào Bardo rồi thì mọi thứ nó lại trở nên sáng tỏ trở lại là bởi vì khi mà bạn đi vào Bardo, người đó đi vào Bardo thì người đó không có còn bị vướng mắc vào cái bệnh tật này nữa, không có còn bị lú lẫn nữa bị lẫn trí là một cái căn bệnh khi mà vẫn còn có một cái thân nhưng mà đi vào bardo thì không còn cái thân nữa và cái thức của họ thì nó sẽ trở nên cực kỳ là sáng tỏ, cực kỳ quang minh và vào lúc đó sau khi mà họ đi vào bardo rồi thì bạn có thể giúp được cho họ sau khi mà họ đã lìa khỏi thân. À, và kế tới là có thêm một cái câu hỏi cuối, câu hỏi này um, Hỏi rằng, thưa thầy, xin thầy có thể cho con biết về những cái dấu hiệu khác nhau hay không? Và lúc nào mới là cái khoảnh khắc đích thực là có thể um, thực hành POA, những cái dấu hiệu đích thực đặc biệt là như thế nào? Um, thì Lama trả lời rằng, nếu mà bạn là cái người giúp đỡ cho một cái người sắp lìa đời và bạn đã từng tu tập poa và bạn muốn tu tập poa cho họ vào lúc này thì bây giờ bạn quán xem là bạn bạn quan sát xem là bạn quan sát xem là cái hơi thở bên ngoài của họ nó ngừng chưa vào ngay lúc đó thì bạn tập poa còn nếu mà bản thân bạn là bạn muốn tu tập poa và ra đi trong lúc mà đang tập poa đó thì khi mà cái hơi thở của bạn nó bắt đầu nặng nề thì bạn cần phải quán thượng poa quán tưởng đi quán thượng lại và rồi um, phải cố gắng làm sao để mà bạn đang quán tưởng poa và rồi cái hơi thở nó ngừng rút ngay trong khi mà bạn đang quán tưởng và khi mà cái hơi thở của bạn nó ngừng rút ngay trong lúc mà bạn đang quán tưởng thì có cái khả năng rất lớn là bạn đã chuyển di được tâm thức của bạn một cách viên mãn. Còn nếu mà cái người kia à, là cái người mà sắp lìa đời và nếu mà tâm của người đó vẫn còn sáng suốt thì bạn nên nhắc nhở cho cái người đó về cái phần quán tưởng poa nhắc nhở đi nhắc nhở lại để mà giúp cho cái người sắp lìa đời thì đó là cái cách mà bạn có thể trợ giúp được cho người sắp lìa đời và nếu mà bạn vẫn có câu hỏi thì chúng ta có thể hỏi tiếp vào tuần sau yeah, xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều chúng ta vừa mới nghe xong ma khai thị và giải thích cho chúng ta về poa và cũng như là về bardo là trung ấm cận tử